Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Quần tiếp viện Nga bị tiêu diệt ở Rinsk. Đột kích vào Kursk từ sau Thế chiến 2 khiến Nga mất đi vị thế. YouTube ngừng hoạt động diện rộng trên khắp nước Nga. Bà Harris và ông Trump xác nhận tranh luận trên kênh ABC. Chính quyền Iran chia làm hai phe, chủ chiến và chủ hòa. Iran hành quyết ít nhất 300 người trong nửa đầu năm 2024 hàng ngàn xác chết được buôn bán trong vụ bê bối y tế Trung Quốc. Việt Nam muốn phối hợp cùng Campuchia dự án kênh Funan Techo. Tất cả đều có trong bản tin trưa này. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 Giây Tinh Hoa, thứ sáu ngày 9 tháng 8. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành. Ngay sau đây là bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, ông Markus Faber, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức và là đại, đại diện của Đảng Dân chủ Tự do Đức, tin rằng cuộc tấn công mà quân đội Ukraine có thể đang tiến hành ở tỉnh Kursk của Nga là hợp pháp và có thể thuyết phục Điện Kremlin chấm dứt chiến tranh với Ukraine. Ông cho biết, cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk là hoàn toàn hợp pháp và có ý nghĩa về mặt quân sự. Nó buộc Nga phải rút quân khỏi miền Đông. Ông nói thêm rằng hoạt động này do Ukraine thực hiện cho người dân Nga thấy rằng cuộc chiến tranh xâm lược của nhà lãnh đạo của họ ảnh hưởng đến họ, không chỉ người Ukraine, và việc chấm dứt cuộc chiến này là vì lợi ích của họ. Chúng ta chỉ có thể chúc những người bảo vệ Ukraine thành công, đặc biệt là gần Kursk. Họ càng thành công, Điện Kremlin sẽ càng sớm nhận ra rằng họ không có tương lai ở Ukraine. Ông Faber kết luận, trước thông tin Ukraine sử dụng xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Đức tấn công vào lãnh thổ Nga, chính trị gia này nhấn mạnh, Ông không coi việc sử dụng vũ khí Đức trong cuộc giao tranh ở tỉnh Kursk của Nga là vấn đề. Trong khi đó, ông Peter Stano, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu về các vấn đề chính sách đối ngoại cho biết, Ukraine có quyền tự vệ và có thể tấn công vào lãnh thổ Nga. Ở phía đối diện, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp trực tuyến với Alexei Smirnov, quyền thống đốc tỉnh Kursk. Tổng thống Putin cũng chỉ ra rằng ông nói chung là biết rõ tình hình trong khu vực, mặc dù ông muốn nghe thêm chi tiết từ ông Smirnov. Ông Smirnov tuyên bố rằng mọi thứ đều ổn, lưu ý rằng sở chỉ huy hoạt động đang hoạt động, việc sơ tán dân số đang được tiến hành và số giường bệnh đã được tăng lên. Tuy nhiên trên thực tế, một video cho thấy một người phụ nữ nga tuyên bố tất cả thông tin trên TV đều là giả dối, họ dối trá trên TV, họ là một lũ dối trá chính phủ đã bỏ rơi người dân và tất cả phải tự tìm cách di tản, không có bất cứ sự hỗ trợ nào từ chính quyền. Người phụ nữ nói, bà cho biết thêm rằng quan chức Nga chỉ đeo huy chương trên vai, còn dân thì họ bỏ mặt phải tự lo thân mình. Bà cũng bức xúc thêm rằng những ngôi nhà bị cháy rụi và họ phải rời bỏ nơi ở của mình. Trên tiền tuyến, truyền thông Nga cho biết Yevgeny Bordubny, phóng viên của đài truyền hình nhà nước Nga và là một trong những blogger quân sự nổi tiếng nhất ở Nga, vào chiều ngày 7 tháng 8 đã có mặt tại tỉnh Kursk để quay phóng sự về cuộc giao tranh ở quận Shusha. Sau đó, Ria Novosti đưa tin rằng Bordubny đã bị thương do cuộc tấn công bằng dây vi cảm tử của Ukraine ở tỉnh Kursk. Podrubny nổi tiếng với những báo cáo quá lạc quan về việc Nga đang dần chiếm đóng ngày càng nhiều lãnh thổ Ukraine. Thông thường thông tin này sau đó hóa ra là sai. Ông ta cũng đã từng quay cảnh tại căn cứ không quân Hostomel ở tỉnh Kyiv trong những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine. Trái ngược với tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng Nga Gerasimov, cuộc tấn công của Ukraine không có dấu hiệu chậm lại. Sự việc bị sỉ nhục này của lực lượng vũ trang Nga đã gây ra sự bối rối tột độ ở Putin. Ấn phẩm The Telegraph của Anh viết, nêu thực tế Ukraine đã chiếm khoảng 350 km vuông lãnh thổ Nga. Đêm qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã giành quyền kiểm soát trung tâm khu vực Suza, tiến đến vùng ngoại ô của một đơn vị hành chính tương tự khác là Korenevo và tiến về phía bắc tới Malaya Lokni, ba mục tiêu rõ ràng của Ukraine mà nước này theo đuổi trong cuộc xâm lược khu vực Kursk. Đầu tiên là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi cuộc tấn công ở khu vực Donetsk và đánh chiếm các trung tâm hậu cần và cao điểm ở khu vực Torres và Pokrovsk cũng như ở Kharkiv. Mục tiêu thứ hai là gây bất hòa trong nội bộ Nga nhằm xóa tan cảm giác an toàn của người dân nước này. Phương án thứ ba là Ukraine sẽ thúc đẩy thỏa thuận trao đổi đất đai giữa khu vực Kharkiv và Kursk trong các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Kyiv và Moscow. Ấn Phẩm cũng lưu ý rằng vẫn chưa rõ liệu lực lượng vũ trang Ukraine có thể kiểm soát các khu định cư của Nga hay không. The Telegraph viết, Cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào Kursk cho thấy Điện Kremlin chưa học được bài học nào từ cuộc hành quân chớp nhoáng của ông Prigozhin từ Rostov trong cuộc nổi dậy vào tháng 6 năm 2023. Cho đến sáng nay, phía Nga cho biết một đám chế lớn đang xảy ra ở thị trấn Rinsk thuộc vùng Kursk, cách Ukraine 27 km. Theo báo cáo, một đoàn quân Nga bị tiêu diệt ở Oktyabskoye, gần Rinsk. Cụ thể, một đoàn xe quân sự của Nga đã bị phá hủy vào ban đêm. Đồng thời thị trấn Rinsker sẽ là mục tiêu chính để Ukraine cắt đứt hầu hết hoạt động hậu cần của Nga đến biên giới với vùng Sumy của Ukraine. Hiện vùng này nằm trong phạm vi hỏa lực của pháo phản lực HIMARS. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Syrsky ám chỉ rằng Ông đang ở trên lãnh thổ vùng Kursk và đích thân chỉ huy hoạt động quân sự ở khu vực giáp biên giới Ukraine. Trên kênh Telegram của mình, ông đã đăng một bức ảnh và đưa ra một tuyên bố ngắn kết thúc bằng ba dấu chấm lửng đầy ý nghĩa. "Tôi đang làm việc ở khu vực thoát hiểm." Ông chú thích cho bức ảnh. Người dùng mạng xã hội cho rằng, gợi ý của tướng Ukraine về khu vực thoát hiểm thể hiện rõ ràng đây là hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kursk. Trước đó vào mùa thu năm 2022, tướng Sushkevich đã đích thân lên kế hoạch và thực hiện chiến dịch phản công của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm giải phóng tỉnh Kharkiv, kịch bản tương tự như các sự kiện hiện nay. Theo quý vị, cuộc đột kích ở vùng Kursk trở thành trường hợp đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai khi một đội quân nước ngoài xâm chiếm lãnh thổ Liên bang Nga. Theo tờ Bloomberg vụ việc này đã khiến quân đội nga bất ngờ và làm suy yếu vị thế của tổng thống putin đồng thời chỉ ra sự mong manh của hệ thống phòng thủ biên giới cũng như nâng cao tinh thần chiến đấu của người ukraine cuộc đột kích cũng làm suy yếu hình ảnh của tổng thống putin như một người bảo vệ dân thường nga suy cho cùng cuộc chiến tranh do nước xâm lược khơi mào giờ đây lại mang bạo lực quay lại vào lãnh thổ của mình Đối với Ukraine, điều này có thể củng cố lập luận của Kyiv rằng Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu không nên lo sợ các mối đe dọa leo thang từ Điện Kremlin. Ghi chú Cục Lâm nhấn mạnh, Ukraine nên được phép chiến đấu với Tổng thống Putin theo bất kỳ cách nào mà nước này thấy phù hợp để đẩy nhanh kết thúc chiến tranh. Trước đó, vào ngày 6 tháng 8, một số người lính đã vượt qua biên giới ở vùng Kursk. Mặc dù Ukraine vẫn chưa chính thức xác nhận sự liên quan, nhưng ông Putin từng đổ lỗi cho chế độ Kyiv trong khi đó tổng thống Zelensky bình luận về các sự kiện ở đó lưu ý rằng chỉ có thể đạt được hòa bình công bằng thông qua vũ lực hiện nay xung đột trong khu vực vẫn tiếp diễn người nga đã mất quyền kiểm soát việc bơm khí đốt duy nhất tới châu âu đồng thời biết rằng nhiều binh sĩ địa phương bao gồm cả lính biên phòng và lính nghĩa vụ đã bị bắt tuy nhiên phía Ukraine cho đến nay vẫn không có bất cứ bình luận nào về các sự kiện trên Thưa quý vị, người dùng trên khắp nước Nga đã báo cáo tình trạng YouTube ngừng hoạt động trên diện rộng vào hôm thứ Năm, chỉ vài tuần sau khi chính quyền Nga chỉ trích nền tảng phát video trực tuyến này vì những hành động mà họ mô tả là chống lại Điện Kremlin. Dịch vụ giám sát trực tuyến Spoil.rf báo cáo đã nhận được khoảng 12.000 khiếu nại về YouTube trong vòng 10 phút. Down Detector, một dịch vụ theo dõi khác, báo cáo rằng 3 phần tư số khiếu nại mà họ nhận được có liên quan đến phiên bản dành cho máy tính để bàn của YouTube. Theo đó, người dùng tại Nga đã xác nhận sự việc ngừng hoạt động với The Moscow Times, đồng thời cho biết phiên bản YouTube dành cho thiết bị di động cũng đang gặp phải tình trạng tốc độ chậm hơn. Đồn đoán rằng YouTube có thể bị chặn ở Nga đã xuất hiện kể từ khi nước này xâm lược Ukraine vào năm 2022, khi chính quyền Nga cáo buộc nền tảng do Google sở hữu này phát tán nội dung phản chiến khủng bố. Tuần trước, người dùng Nga bắt đầu nhận thấy tốc độ tải xuống của YouTube chậm lại sau khi chính quyền yêu cầu Google khôi phục khoảng 200 kênh ủng hộ chính phủ một nhà lập pháp nổi tiếng của Nga đã cảnh báo rằng tốc độ tải của YouTube có thể giảm tới 70%. Tuy nhiên, Google phủ nhận rằng sự chậm lại là do bất kỳ vấn đề kỹ thuật hoặc hành động nào từ phía công ty này. Thưa quý vị, tờ ABC News sẽ tổ chức cuộc tranh luận giữa các ứng cư viên tổng thống đủ điều kiện vào ngày 10 tháng 9 trên ABC. Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều đã xác nhận sẽ tham dự cuộc tranh luận của ABC. Theo một phát ngôn viên của ABC News cho biết trong một tuyên bố, ông Trump và bà Harris vẫn chưa tranh luận và cựu tổng thống đã nói vào ngày 3 tháng 8 rằng ông sẽ không tranh luận trên ABC vì xung đột lợi ích liên quan đến vụ kiện mà ông đã đệ đơn chống lại người dẫn chương trình tin tức của đài truyền hình George Stephanopoulos. Vụ kiện đó đã được đệ trình vào tháng 3 trước khi ông Trump đồng ý tranh luận với Tổng thống Joe Biden trên kênh truyền hình vào tháng 5, hai tháng trước khi Tổng thống rời khỏi cuộc đua. Trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 8 tại câu lạc bộ Maalago của mình, ông Trump cho biết ông muốn tranh luận với bà Harris trên Fox vào ngày 4 tháng 9, trên ABC vào ngày 10 tháng 9 và trên NBC vào ngày 25 tháng 9. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã xác nhận ngày này với The Epoch Times. Không rõ bà Harris có đồng ý với hai ngày được đề xuất còn lại hay không. Trong cuộc tranh luận trước của CNN, mỗi ứng cư viên đều có một chiếc micro bị tắt tiếng trong khi người kia đang nói. Ngoài ra còn có hai lần nghỉ quảng cáo, không có khán giả trực tiếp, không có phát biểu mở đầu và giới hạn thời gian nghiêm ngặt cho các câu trả lời. Các ứng cử viên được phép mang theo bút, sổ tay và một chai nước trên sân khấu và không được sử dụng các ghi chú đã chuẩn bị trước. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, những kẻ theo đường lối cực đoan của Iran đã cho rằng vụ ám sát Isman Haniyeh chỉ có thể được trả thù bằng một cuộc tấn công hỏa tiễn lớn vào Israel. Tuy nhiên, những người khác lại cảnh báo về một phản ứng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện và Iran sẽ thiệt hại khủng khiếp. Phó tư pháp quốc tế của Iran là Kazem Babadi trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình al Mayaden của Lebanon đã kêu gọi một phản ứng thậm chí còn quyết đoán hơn so với chiến dịch True Promise vào Israel vào hồi tháng 4. Khi đó, Iran đã phóng khoảng 350 hỏa tiễn và UAV cảm tử vào Israel để trả đũa một cuộc tấn công vào đại sứ quán của nước này tại Damascus. Yatola Ali Sadi, người đứng đầu Cục Chính trị và Tư tưởng của Văn phòng Lãnh tụ Tối cao, lập luận rằng trong cuộc chiến chống lại những kẻ ngoại đạo, chỉ có ba lựa chọn, chiến tranh, đầu hàng hoặc kháng cự. Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng chiến tranh chống lại Israel và các đồng minh của nước này là không khả thi và đầu hàng thì không thể chấp nhận được trong đó sự kháng cự tích cực chỉ là con đường duy nhất. Mặc dù không được đưa ra trực tiếp trong bối cảnh hiện tại, nhưng phát biểu của ông Saedi vào hôm thứ Hai có thể cho thấy sự do dự nhất định trong giới chính trị về một động thái có thể là khởi đầu của một cuộc chiến toàn diện. Trong khi đó, Sekdige Vasmagi, một học giả Hồi giáo bất đồng chính kiến nổi tiếng, đã kêu gọi Cộng hòa Hồi giáo tự kiềm chế thực hiện bất kỳ bước đi nào hướng tới chiến tranh cũng có thể gây nguy hiểm cho đất nước và dân tộc vì phía bên kia sẽ thực hiện các bước tiếp theo và chúng ta không biết họ đang nhắm tới điều gì. Bà lập luận rằng người dân Iran không nên trả giá cho những thiếu sót về tình báo và an ninh của Iran. Thưa quý vị, ít nhất có 300 người đã bị hành quyết ở Iran trong 7 tháng đầu năm 2024 sau số vụ giết người kỷ lục vào năm 2023. Iran đã tiến hành một cuộc hành quyết hàng loạt Ít nhất là 29 người vào sáng thứ tư tại hai nhà tù ở gần thủ đô Tehran, trong bối cảnh thế giới đang bận rộn theo dõi tin tức về một cuộc tấn công có thể xảy ra vào Israel. Cộng hòa Hồi giáo Iran, bằng cách lợi dụng sự chú ý của thế giới về căng thẳng với Israel, hiện đang tham gia vào việc giết hại hàng loạt tù nhân và tăng cường đàn áp ở Iran. Ông Mahmoud Amiri Mokhadam cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ tư. Theo tổ chức Ân xá Quốc tế, Iran đã thực hiện 853 vụ hành quyết vào năm 2023, đánh dấu đây là con số cao nhất trong 8 năm qua. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng lưu ý rằng 64% các vụ hành quyết vào năm 2023 là vì những tội không đáng bị tử hình theo luật pháp quốc tế, bao gồm liên quan tới ma túy, cướp và gián điệp. Iran đã đe dọa sẽ trả đũa kể từ vụ ám sát được cho là của Israel đối với nhà lãnh đạo chính trị của Hamas tại Tehran vào tuần trước. Các cường quốc trên toàn cầu đã can thiệp để xoa dịu căng thẳng khi nỗi sợ về sự leo thang giữa hai quốc gia Israel và Iran đang gia tăng. Vào hồi tháng 4 vừa qua, Iran từng tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel, phóng 350 hỏa tiễn, rocket và UAV cảm tử. Phần lớn trong số đó đã bị Israel và liên quân do Hoa Kỳ đứng đầu đánh chặn. Thưa quý vị, công tố viên ở miền Bắc của Trung Quốc đã buộc tội hàng chục nghi phạm trong một âm mưu kéo dài hàng chục năm qua, trong đó các thi thể được đánh dấu để hỏa táng, thực chất đã được bán cho một trong những công ty vật liệu sinh học lớn nhất có quan hệ với nhà nước. Chủ sở hữu và người điều hành công ty vật liệu sinh học Sanxi si, Osterrat và công ty công nghệ Sichuan Hangpu đã bị cáo buộc tiếp nhận hơn 4.000 tử thi thông qua các phương tiện bất hợp pháp, giúp công ty này thu được gần 53 triệu đô la doanh thu từ năm 2015 đến năm 2023 theo bản cáo trạng bị do dỉ vào tháng 5 của Viện Kiểm sát Nhân dân Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc, hoạt động buôn bán thi thể bị cáo buộc đã diễn ra ít nhất là 7 tỉnh và gần chục địa phương khác, nơi các thi thể đã được chuyển đi, mổ xẻ, lưu trữ hoặc biến thành vật liệu phục vụ cho các thủ thuật cấy ghép nội tạng. Vụ án này liên quan đến ít nhất là 75 nghi phạm, bao gồm nhà quản lý tang lễ, bác sĩ và cổ đông của công ty. Bản tin này được đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV phát sóng ngắn gọn vào thứ Năm, nhưng sau đó đã bị gỡ bỏ chỉ vài giờ. Các cuộc trò chuyện về chủ đề này cũng bị hạn chế trên trang mạng Weibo. Một nhân viên tại khoa giải phẫu của trường đại học Y khoa Quế Lâm đã bị cáo buộc cố ý mua ít nhất là 450 xác chết từ ba nhà tang lễ được nêu trong đơn khiếu nại một bác sĩ phẫu thuật ghép tạng tại Bệnh viện Liên kết của Đại học Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông, miền đông của Trung Quốc, đã bị cáo buộc xử lý và bán ít nhất là 10 thi thể cho Sanxi Osterat với giá từ 1.400 đến 3.000 đô la mỗi thi thể. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày hôm qua, Phó Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt đã khẳng định sông Mê Công là tài sản vô giá và điểm kết nối tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Việt Nam mong muốn các quốc gia ven sông, trong đó có Campuchia, cùng nhau hợp tác, quản lý, phát triển hiệu quả nguồn nước sông Mê Công vì lợi ích của cộng đồng người dân trên khu vực sông, cũng như vì tương lai của các thế hệ mai sau, cũng như tình đoàn kết, gắn bó của các quốc gia bên sông. Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ nỗ lực phát triển của Campuchia, cũng như tôn trọng việc Campuchia triển khai dự án xây dựng kênh đảo Phu Nam Techo. Chúng tôi cũng mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu, đánh giá tổng thể, toàn diện về những tác động của dự án và các biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động, ông Việt cho hay. Dự án kênh đào Funan Techo được Hội đồng Bộ trưởng Campuchia phê chuẩn vào tháng 5 năm 2023 và dự kiến nối cảng sông Phnom Penh tới vịnh Thái Lan ở tây nam của Campuchia, đi qua các tỉnh Kandai, Takeo, Kampot và Kep. Thủ tướng của Campuchia là Hun Manet vào hôm 5 tháng 8 đã chủ trì lễ khởi công xây dựng dự án Brek Takeo phía đông nam của thủ đô Phnom Penh. Chúng ta phải xây dựng kênh đào này bằng mọi giá, ông Hun Manet tuyên bố và gọi đây là dự án lịch sử. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa nay đến đây sẽ được phép tạm dừng. Yên Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.